Chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về rất là nhiều mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về lâu chờ đợi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop còn mấy chục con dao Đức nữa nhá, lên thanh lý nốt cho bác. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng còn nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này đây. Hàng của thương hiệu Modfita các bác nhá. Modfita các bác này, đó. Hàng made in Germany nhá, made in Germany. Đấy, thép của nó là thép 3 lớp các nhá, thép 3 lớp vân rất đẹp luôn các bác này, đó. Hàng liền thân như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên cho em là Thái Đức nhá, lên cho em là Thái Đức, giá của nó sẽ là 100. Bạn đây như quạt trần nhá. Thái Đức nhá, lên cho em là Thái Đức. Giá của nó sẽ là 170k cho con dao Thái Đức như này nhá. Lên cho em là Thái Đức, giá sẽ là 170.000 các bạn. Đó. Bật cào có bóng to. Hàng thì siêu sắc bén cho bác luôn nhá. Đây các bác này. Đấy, con dao này thì nói chung là hàng chất lượng cho bác rồi. Dòng này thì nó quá là bén rồi các bác nhá. Đấy. Dòng này nó phải gọi là siêu bén các bác nhá. Đấy, nó phải gọi là siêu bén thì đúng hơn các bác nhá. Đó. Rất là bén luôn các bạn. Về nhà thì các bác dùng cẩn thận cho em, kẻo là đứt tay các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như thế luôn nhá. Đây, Modfita, made in Germany nhá. Đấy. Hàng cán liền thân này, khâu đầu khâu đuôi như này này. Đấy, hàng của Tây nó sử dụng, nó sản xuất thì cực kỳ là chất cho bác luôn. Đấy. Đây khâu đinh còn đóng đẹp, rất là đẹp luôn này. Đấy, lên mã giúp cho em là Thái Đức nhá, 170.000 con Thái Đức như này. Giá chỉ có 170k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là Thái Đức câu nhá. Thái Đức giá 170.000. Tiếp theo đó nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái tỉa lông mũi nhá. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi cơ nhá, tỉa mũi cơ nhá. Đấy, em có cả cái tỉa mũi máy nữa thì lên cho em là cái này là tỉa mũi cơ nhá, tỉa mũi cơ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50k cho cái tỉa lông mũi cơ như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là bấm đây là xong này. Đấy, bấm đây là xong. Đây đây em sẽ test thử cho bác xem nhá. Đấy nhá. Đấy, đây là cái chổi này, em sẽ đưa về em cắt này. Đấy, đây nhá. Đó, rất là ok luôn các nhá. Đó, đây đấy, nó ra này các bác này. Đó thì con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Đấy, 50.000. Con này thì khi mà các bác tỉa ấy, thì nó sẽ là không bị ăn, không bị sợ đứt lông nhá. Đó, tại vì ở đây cơ chế của nó sẽ là cái lưỡi của nó bên trong. Cho nên là các bác dùng yên tâm. Giá là 50k nhá, 50k. Đó. Đây là tỉa mũi cơ nhá, giá là 50k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dao sói các bác nhá. Các bác lên theo là dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao, hai cái một cái nạo và một cái kéo. Đó, bộ 4 món như này nhá. Lên mã giúp cho em là dao sói. Đây, nó có hình con sói như này các bác này. Đấy, hình con sói đây. Đấy, có hình con sói này nhá. Đấy, hàng cực kỳ sắc bén cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là dao sói nhá. Dao sói, giá của nó sẽ là 100k một bộ này. Giá quá rẻ luôn các nhá, 100k cho bộ dao, bao gồm cho các bác là 4 con dao. Dao thì cũng là đều là hàng rất sắc bén các nhá, hàng rất sắc bén đây, đọc giấy thoải mái các bác này. Đấy. Đọc giấy thoải mái luôn các nhá, đọc giấy thoải mái luôn. Đấy, con nào cũng sắc hết. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá. Đấy. 4 con dao, thoải mái các bác sử dụng luôn. Hàng thì cán của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn các nhá, cán bằng nhựa thôi nhưng mà rất chắc chắn. Đấy các nhá. Hàng này thì nó vừa xinh, không dày không mỏng các nhá. Đấy, chủ yếu là dùng để thái thôi. Dùng để thái nhá, chống dính cho bác luôn. Đó, đây, có cái lớp vân chống dính luôn, rất là ngon lành. Đấy, lên mã giúp cho em là dao sói nhá. Dao sói, giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ dao sói này, giá là 100.000. Ngoài ra thì các bác sẽ có một kéo và một nạo nhá. Đây, một kéo và một nạo như này đây. Kéo này thì có cả chức năng là khui bia này, rồi mở nắp chai này. Đấy, và một cái nạo như này nhá. Một nạo rất là sắc luôn. Đó. Bây giờ các bác ra chợ mua nguyên cái nạo này cũng phải 15-20.000 rồi. Thế mà đây combo cho các bác là đi 5 món như này. Đấy. 5 món như này mà giá chỉ có cho các bác là một bộ dao như này, giá chỉ có cho các bác là 100.000, quá rẻ mạt luôn các nhá, quá rẻ mạt luôn. Đó. Cán thì bằng nhựa thôi nhưng mà dao nói chung là rất là sắc bén, dùng cũng rất là ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em là dao sói nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy. 100.000 cho một cái bộ dao sói này cho các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là dao sói, giá của nó sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn kim các bác nhá. Đèn kim, con này thì giá của nó sẽ là 80k cho con đèn kim như này. Đây. Đấy, khi các bác bật lên là nó sẽ sáng như này các bác này. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, con này thì nó sử dụng
cái pin của nó sẽ là pin pin của nó sẽ là pin con thỏ nhé, pin con thỏ đấy, nó sẽ sáng rất đẹp này, qua này nó tỏa ra này đấy, rất là đẹp luôn đấy, và rất là nhiều màu nhá, rất nhiều màu, nó thay đổi màu liên tục luôn, rất đẹp luôn đó, rất đẹp luôn các nhá, nó rất đẹp luôn, đổi màu liên tục luôn. Giá của nó sẽ là 80k đấy, cái này nó sử dụng pin con thỏ nhá, cái này là không bao gồm pin đâu nhá, về các bác mua cái pin con thỏ đồng hồ ấy là các bác lắp vào là xong đó, 80k không kèm pin các nhá, 80k đấy, các bác lên trên là đèn kim 80k không có pin nhá, không có pin đó, giá này là không có pin được không nhá, đấy, giá là 80k không có pin nhá, pin đồng hồ to, về các bác tự mua các bác lắp vào thôi đó, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn kim. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi tự vắt không nhá, chổi tự vắt đây đấy, hay còn gọi là chổi tam giác thì các bác lên cho em là chổi tam giác cũng được. Con này của nó thì nó sẽ là một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100.000 cái chổi này, và sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bộ phận đây, bao gồm là ba chi tiết như này đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào là xong thôi đấy, lắp đặt vào cho em là xong nhá. Đầu tiên thì các bác xoáy cho em cái phần này vào này đấy, cái phần này đấy, cái phần này các bác xoáy vào đây đó. Sau đó thì các bác xoáy cái cán này vào cho em là xong. Tổng chiều dài của nó là 1,3 mét, các bác dùng thoải mái luôn, dài 1,3 mét, lau thì đỡ bị đau lưng thôi nhá, đỡ bị đau lưng đấy, không phải cúi nhiều, rất dài luôn. Khi mà các bác vắt thì các bác chỉ cần kéo này cho em là xong, kéo này là nó sập vào này nó vắt này đấy. Đấy, con này thì nó sẽ là xoay 360 độ cho bác luôn nhá, xoay 360 độ luôn để các bác dùng để lau chùi mọi ngóc ngách, ok hết nhá đấy. Giá cực tốt luôn đây, vắt thì các bác chỉ cần là tay trái thì cầm cái phần xanh này cho em, còn tay phải cầm phần trắng này, sau đó các bác kéo như này, kéo mạnh như này đó, kéo mạnh như này là nó xoay cái này là ok luôn nhá đó. Giá thì cực tốt cho bác luôn đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá đấy, dài 1,3 mét luôn, rất dài con này, rất dài luôn đấy, tay cầm nắm cực kỳ là êm luôn, giá thì cũng cực kỳ là hạt rẻ luôn nhá. Đây, em sẽ có cái video cho các bác xem nó thực tế sinh động luôn. Đây các bác này. Muốn nhà sạch bong sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn. Muốn nhà sạch bong sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò, mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cục khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng hoặc nhắn tin cho đấy các bác nhá. Đó thì con chổi này thì bên em có bán kèm cái miếng miếng lót này luôn. Đấy, miếng lót này sẽ là 30.000 cho miếng lót này nhá. Các bác có thể mua về để thay thế cái miếng lót này thì giá của nó sẽ là 30k cho cái miếng lót này. Đấy, các bác có thể mua về để thay thế rất là ok luôn. Đấy, mua 1-2 miếng về mình thay. Còn cái này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, lên cho em là chổi tam giác. Giá của nó sẽ là chổi tam giác, giá của nó sẽ là 100k. Đó, chổi tam giác. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, chỉ có 100.000 cho một con chổi này. Quá rẻ mạt luôn các bác. Đấy, quá rẻ mạt luôn. Chả đi đâu các bác mua được một con chổi tự vắt như này. Đấy, kéo này nó vắt sạch luôn, rất tiện nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là chổi tự vắt nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con đèn cầm tay nhá. Các bác lên cho em là đèn cầm tay. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho con đèn cầm tay này. Đó, lên cho em là đèn cầm tay nhá. Đó, đèn cầm tay. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn cầm tay như này. Đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một đèn và một dây sạc nhá. Một đèn, một dây sạc như này các bác này. Về các nhà, về nhà thì các bác cắm luôn mà cho em vào cái củ sạc điện thoại nhà mình và cắm vào cái phần lỗ nhỏ này, cái lỗ to này là cắm ra cho điện thoại nhá, tức là có chức năng sạc cho điện thoại luôn. Nó sẽ có là một đèn cầu lồi như này, cũng rất là sáng nhá. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy nhá. Đây, sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy này. Tiếp theo là nó sẽ có hai cái đèn led hai bên hông này. Đó, hai đèn led bên hông này cũng rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ có một con đèn pha rọi như này. Con này pha của nó cũng rất là rọi các bạn này. Đấy, pha rất là rọi luôn, rọi tương đối là xa đấy các bạn. Đấy. Pha của nó rất là rọi luôn, ban ngày như này là ok nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con ở đây nó sẽ có cả tấm pin nạp năng lượng mặt trời luôn, để phòng cho các bác khi mất điện nhá. Đấy, tấm pin năng lượng mặt trời để phòng khi mất điện nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 100k thôi các bác nhá. Đấy. Có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có ba hệ thống đèn cho các bác sử dụng luôn. Giá cực kỳ là tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm
Con này thì nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ, qua lên cho là đồng hồ vạn năng nhá, đồng hồ vạn năng. Đấy. À con này hôm trước đang lên là kẹp dòng nhá. Các bác lên cho em là kẹp dòng. Đó, con này thì các bác lên cho em là kẹp dòng. Đấy. Kẹp dòng rồi đo đạc các thứ được hết luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái dây và để các bác cắm ở đây các bác đo đạc này. Đấy, và có tấm pin, có viên pin đây. Về các bác lắp vào cho em, lắp vào cái phần đít này. Đó, thì cái này các bác lên cho em là kẹp dòng nhá, lên cho em là kẹp dòng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu kẹp dòng này tươi? Kẹp dòng nhá, giá của nó sẽ là 230k nhá. 230k và bao ship cho con kẹp dòng này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, lên cho em là kẹp dòng, giá của nó sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đấy, kèm cả dây dợ các thứ như này cho các bác luôn. Đó, về nhà các bác để các bác sử dụng đo đạc cực kỳ là tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp dòng, giá của nó sẽ là 230.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bật lửa. Con này thì về các bác tự bơm ga nhá. Đấy. Đồng hồ bật lửa này, về các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó. Em ghi rất là rõ luôn về các bác nhá, tự bơm ga nhá, đồng hồ thì chạy bình thường. Còn là bật lửa này thì về các bác chức năng bơm ga thì các bác về các bác tự bơm ga vào cho em. Giá của nó sẽ là 100k nhá, giá sẽ là 100k. Đó đây, về các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Đấy, màu vàng rất là đẹp luôn. Đồng hồ thì sẽ sẵn sàng chạy cho bác luôn, các bác chỉ cần là đây, đấy chỉ cần là nhấn cái này vào là nó chạy thôi. Đó đây. Đồng hồ bật lửa các bác này, đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó. Giá chỉ có 100k cho con đồng hồ bật lửa này thôi các bác nhá. Đó, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 các bác này. Đấy. Đây đồng hồ đang chạy đây. Đó nhá, đồng hồ đang chạy đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, 100k cho con đồng hồ bật lửa này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa tự bơm ga, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòi nối rửa bát này. Đấy. Một con vòi nối rửa bát thế này rất tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc rửa ráy hoặc là tưới cây tưới cối nhá. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào trong cái nguồn nước nhà mình thôi. Sau đó thì mình sử dụng này, ngoắt nghéo này, đảo chiều này. Có chế độ là nước một vòi và nước vòi hoa sen này. Rất tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá đó là 40k nhá. 40k. Các bác lên mã giúp kèm là vòi nối nhá. Vòi nối. Giá của nó sẽ là 40k cho con vòi nối như này. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, kết nối được hết các loại vòi luôn các bác, cứ cắm vào là nó sẽ giãn ra, cắm vào nó sẽ giãn ra. Con này nó có thể ngoắt nghéo này, đảo chiều này. Đấy, đảo chiều nguồn nước này, một nguồn thẳng hoặc là một nguồn như này. Rất là ok luôn nhá, giá cực tốt luôn. Đấy, các bác mua hàng có thể liên hệ với các số hotline của bên em nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con xịt các bác lên cho em là xịt hôi giày, hôi chân nhá. Đấy. Hôi giày, hôi chân. Đấy. Hôi giày này, đó. Hôi giày, hôi chân. Đó. Xịt hôi giày, hôi chân nhá. Đó. Xịt hôi giày, hôi chân. Đó. Xịt hôi giày, hôi chân. Giá thì sẽ là 45k cho một lọ này nhá. 45k cho một lọ xịt hôi giày, hôi chân này. Con này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là xịt vào này xong. Đấy, xịt này. Nó là thuộc cái dạng là hương chanh, rất là thơm nhá. Và nó sẽ khử khuẩn cho các bác luôn. Khử khuẩn chống hôi chân, hôi giày nhá. Đây. Đây đây các bác này. Đó. Giá là 45k, lên cho em là xịt hôi giày, hôi chân. Giá của nó sẽ là 45.000 các bác nhá. 45.000. Đó, rồi ok. Tiếp tục về cho các bác cái lô đó là liếc mài dao kim cương các bác nhá. Liếc mài dao kim cương đây. Con này chuyên để dùng để mài dao. Mài dao mài kéo cực kỳ sắc bén cho bác luôn. Đó. Đây, Japan đây các bác này. Các bác lên cho em là liếc mài dao kim cương nhá, liếc mài dao kim cương. Con này thì vô cùng là sắc bén luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là liếc mài dao kim cương nhá. Đó, hàng của Japan của Nhật đây. Đấy, liếc kim cương. Đó. Giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là liếc kim cương nhá, liếc kim cương. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Hàng nội địa của Nhật thì con này toàn chữ Nhật là ngoằng hết. Con này các bác dùng là mài liềm này, mài dao này, mài kéo này đều ok hết nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác lưu ý đây, nó hướng dẫn cách mài các bác này. Đấy, hướng dẫn cách mài cho các bác đây. Đó, mài liềm, mài dao, mài kéo nhá. Đây. Đấy, rất ok luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em liếc mài dao kim cương nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 30cm nhá, gần 30cm. Liếc mài dao kim cương 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó cái này gọi là cái thanh cọ lưng thôi nhá. Đấy, thanh cọ lưng.
Đấy, con này dài khoảng là 37 cm, tổng thể chiều dài là 37 cm. Các bác dùng để cắm kỳ cọ này, cắm kỳ cọ hoặc là mình có thể là vòng về đằng sau nhé, vòng về đằng sau lưng được để kỳ lưng, rất là tiện con này. Đây, các bác có thể cầm ngược tay như này vòng về sau lưng nhé. Bên theo là thanh cọ lưng, con này thì rất là êm luôn, êm mượt, kỳ cọ cực kỳ là sạch luôn. Đó, bên theo là thanh cọ lưng, giá của nó sẽ là thanh cọ lưng, giá của nó sẽ là một thanh cọ lưng như này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái thanh cọ lưng như này. Đó, giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 50.000 kêu nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dài 37 cm, 50.000 nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cọ lưng. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó, 50k cho cái thanh cọ lưng như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con kéo tỉa con nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo 30 nhá. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Japan con nhá. Đây, đấy. Made in Japan con này. Đó. Đây. Hàng made in Japan cho bác luôn nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tỉa 30 coi nhá. Đấy, con này dùng cực kỳ là ngon luôn, cắt thì cực kỳ sắc bén luôn. Con này các bác dùng để tỉa lông chó này, hoặc là cắt cây cối rồi tỉa cành này, nói chung là rất là ok luôn nhá. Lên cho em là kéo tỉa 30 nhá, kéo tỉa 30. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Đấy, bao nhiêu con kéo tỉa này nhỉ? Lên cho em là kéo tỉa nhá. Đó, kéo tỉa này. Giá kéo tỉa 30. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho con kéo tỉa 30 nha. Đấy, kéo tỉa 30. Giá của nó sẽ là 110.000 các nhá. Đó, 110k. Đây, hàng made in Japan các nhá. Made in Japan này. Dùng rất là ngon luôn. Lò xo đẩy cực kỳ chắc chắn luôn. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành này, cắt những cành răm, cành to này. Đấy, nhà có vườn cây cối các thứ dùng con này rất là ok luôn, cắt rất là mượt nhá. Kể cả những cái cành to bự, cành bằng ngón tay này nó cũng vẫn cắt được hết nhá. Cành bằng ngón tay này cũng vẫn cắt được hết. Nói chung là con này khỏe lắm. Các bác dùng để làm vườn này, làm vườn, làm tược, nói chung là đa chức năng được luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là kéo tỉa 30 nhá, kéo tỉa 30. Giá của nó sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái con máy hút bụi giường các bác nhá. Các bác lên cho em là hút bụi giường. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi giường như này. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 210.000 cho con hút bụi giường này các bác nhá. Đây, con này hút rất khỏe luôn này. Đó, các bác thấy không? Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái tia UV để nó khử khuẩn luôn các bác nhá. Có tia UV để khử khuẩn luôn. Các bác bật pin lên là có tia UV khử khuẩn luôn nhá. Thì ví dụ như là cái giường chiếu bao giờ nó cũng có cái độ bẩn rất là cao, thì các bác đấy, các bác xoáy ra để các bác hút xong thì các bác xoáy ra để các bác thay cho nha. Đó, nói chung là nó rất là tiện này. Đấy, sau đó thì mình sập lấy vào đây, mình cứ đẩy đi như này, trên giường các bác cứ đẩy đi như này. Máy chạy rất khỏe các nhá, máy chạy rất khỏe và lực hút rất là tốt luôn. Thì nó vừa là hút bụi này, thứ hai là nó sẽ có cái tia UV này. Có cái đèn UV này là nó khử khuẩn luôn, rất là tốt thôi nhá. Đó. Có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này, về các bác cắm cái phần đít này. Đấy, cắm cái phần đít này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con máy như này nhá. Giá của nó chỉ có một cái như này nhá. Đấy, lên trên là hút bụi giường nhá, hút bụi giường này. Đó. Hút bụi giường. Giá của nó là 210.000 nhá. 210k cho con hút bụi giường này. 210.000 các bác nhá. 210.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, lên trên là hút bụi giường. Giá của nó sẽ là 210.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn xoay các bác này. Các bác lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đấy, về các bác dùng để mình sử dụng trang trí nhá. Trang trí chỉ cần cắm điện là thôi. Xoáy đuôi cắm điện và bật công tắc lên là xong. Đây các bác nhá. Đó đây. Các bác dùng để trang trí này, đây nhá, rất ngon đúng không? Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Đây. Nó sẽ xoay đảo chiều này các bác này, rất tuyệt vời luôn các bác. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đây. Đấy. Xoay rồi đảo hướng các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, nó sẽ xoay như này, các bác có thể là lật lên lật xuống tùy theo. Đấy, các bác cứ để trên trần dọi xuống nhà thôi. Đấy, hoặc trang trí rất đẹp luôn. Giá thì một cái con
Con này nó có cả công tác luôn, có cả đuôi cả công tác luôn nhá. Đấy. Chọn bộ cả đuôi cả công tác như này nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó chỉ có 55.000 thôi nhá. 55.000 cho một con đèn xoay như này có này. Đấy. Lên cho em là đèn xoay nhá. Đó, đèn xoay. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một con đèn xoay này. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc đây. Đấy. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy. Một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Cái này các bác dùng để bôi vào các khớp bối này. Đấy, bắp tay, bắp chân này. Đấy, ok chưa? Dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy. Các bác tập thể dục thể thao mà bị va chạm này, hoặc các bác nhiều tuổi rồi bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng này. Đấy, ok chưa? Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con lăn này cho các bác massage này. Đấy, các bác massage này. Đấy, chỗ nào đau nhức thì các bác massage vào cho em. Sau đó thì các bác dùng cái này cho em. Đó, đây. Đấy, của nó là nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Kem trắng. Đây, các bác bôi ra. Sau đó thì các bác ấn như này. Sau đó thì các bác sẽ bôi lên các cái khu vực mà mình bị đây, đấy kem trắng này các bác nhá. Đấy. Chỗ nào các bác bị đau nhức mỏi các bác bôi lên cho em. Ok chưa? Đó, đánh tan mọi mọi cái đau nhức mỏi cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác với một cái lọ dầu nóng như này nhá. Giá của nó chỉ có 40.000 thôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy, hàng chính hãng cho bác luôn, có tem chống hàng giả, hàng giếc đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Mã tem mã vạch đàng hoàng. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, rồi ok. Chất lượng cho bác xem luôn. Đây. Đấy. Người em 70 cân thì em đứng lên cho bác xem. Đấy, đứng lên nhá. Rất thoải mái luôn con nhá. Đây. Đấy, anh luôn đi em. Rất thoải mái luôn em. Hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Hàng rất chất lượng cho bác nhá. Khung xương cực kỳ chắc chắn luôn con nhá. Đó, một con thùng đồ nghề rất chất lượng như này. Đấy, đeo theo. Đó. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đó. Hàng của thương hiệu Matador này, Made in Germany với nhá. Đấy, Made in Germany. Đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn, rất nặng nha. Con này nó vào khoảng là từ 3 đến 4 kg nhá. 3 đến 4 cân rất nặng luôn. Đấy. Hàng cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Kích thước của nó sẽ là 20 x 20 x 42. Đấy, của nó sẽ là dài là 42, cao 20 và rộng 20 các bác nhá. Đấy, cao 20, rộng 20. Ngăn dưới này của nó sẽ là 10 phân này, 10 phân rộng 20 này. Còn các ngăn trên này của nó thì cứ là 5 phân, 10 phân nhá. Đấy. Và nó sẽ có cho bác là một ngăn to và bốn ngăn nhỏ như này. Đấy. Các bác cũng rất là tiện này, kéo ra thì các bác chỉ cần như này là kéo ra. Đấy, rất tiện luôn. Đó. Giá này, cái thùng đồ nghề này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480.000 nhá. 480.000 cho con thùng đồ nghề này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì con này kích thước của nó sẽ là 42 này. Đấy, 42 x 20 x 20 giá là 480.000 nhá. 480.000 và không bao ship nhá. Nếu bác nào lấy thêm cái gì thì bên em sẽ tính cho các bác là 480. Còn lại nếu các bác lấy nguyên cái này thì cộng cho em thêm 20.000 ship nữa vào 500 tròn nhá. Đó, 500 thì bên em sẽ bao ship, còn 480 thì mua thêm những cái gì đó là ok. Đấy, hàng rất dày dặn chắc chắn cho bác luôn, nên cho em là thùng đồ nghề đây, Made in Germany mà này. Đó. Giá thì gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp. Con này thì bên shop đang bán là 250. Đấy, 250. Đây, hàng của thương hiệu Unica này, Unica Japan nhá. Con này thì hàng thì rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì bên shop đang bán cho các bác là 250. Hôm nay về cho bác giá còn là 230.000 nhá. 230.000. Các bác lên mã cho em là bộ mũi khoan tháp nhá. Bộ mũi khoan tháp 230.000 cho bộ mũi khoan tháp này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi các bác nhá. Đấy, 5 mũi tất cả. To nhỏ lớn bé mẹ con. Và cái mũi to nhất này thì của nó sẽ là được khoảng là 3 phân nhá, 3 phân. Còn lại là nó sẽ có các cái mũi nhỏ như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan, đựng trong hộp nhôm cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đựng trong một cái hộp nhôm rất chất lượng như này các bác này. Đó, hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì chỉ có 230.000 thôi nhá. 230.000 cho cái bộ mũi khoan này. Hàng của thương hiệu Unica Japan các bác này. Đó, Unica Japan. Đấy, rất chất lượng luôn, 230.000 nhá. 230.000 cho cái bộ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái hộp đựng của nó đã chất lượng rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con ống nhòm đây. Các bác lên mã cho em là ống nhòm nhá. Ống nhòm này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái siêu phẩm ống nhòm như này. Hàng của thương hiệu Balileo của Mỹ nhá. Đấy, đầy đủ sản phẩm trọn bộ cho các bác luôn.
Đấy, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ ống nhòm như này nhá. Đây, hàng của thương hiệu Balileo này. Kích thước của nó sẽ là 20 x 50 nhá, 20 x 50 và 168 m trên 1000 m các bác này. Đấy. 20 x 50 168 m trên 1000 m đây. Đấy, kích thước của nó đây. Đây. Đấy, đầu ống của nó đây. Đấy, con này về thì các bác sẽ nhòm là 2 ống vào 1 nhá, 2 ống vào 1. Rất là ngon luôn. Thì điều chỉnh tiêu cự ở đây này. Đấy, bác nào có chuyên môn về ống nhòm thì các bác cứ bình luận cho em tí. Đây. Đấy, các cái những cái tiêu cự như này, kích thước như này là như nào thì các bác bình luận cho em tí để em biết được, về sau em giới thiệu cho khách nhé. Đó. Tại vì cái ống nhòm này thì em cũng không phải là chuyên môn. Đấy, cho nên là em cũng không nắm được lắm. Đó. Có quay đeo quay sách các thứ hẳn hoi cho các bác luôn. Đấy. Giá thì rất tốt cho bác luôn. Bao nhiêu nhỉ tươi nhỉ? Ừ. Các bác lên cho em là ống nhòm nhá, ống nhòm giá của nó sẽ là 320.000 nhá. Đấy, ống nhòm 320k cho cái ống nhòm như này, bao ship cho bác luôn 320.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác, đó là cái đồng hồ bật lửa các bác nhá, đồng hồ bật lửa. Đấy, con cân này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cân như này nhá. Giá của nó sẽ là một cái cân như này, giá của nó sẽ là 120.000 các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá, lên cho em là cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 120k. Đó, cân sức khỏe này. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 120k nhá. Con này trước đang bán là 150, 180 đấy. Đợt này về cho các bác giá cực tốt luôn, lên cho em là cân sức khỏe. Giá chỉ có 120.000 thôi. Đây. Đây, cái này thì các bác chỉ cần là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy, lắp pin vào cho em. Có tặng kèm các bác sẵn pin rồi. Về các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Lắp pin vào sử dụng thôi. Đấy, một con cân sức khỏe cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy. Các bác lắp vào là mình sử dụng nhá. Con này nó sẽ cân được tối đa là 180 kg nhá. 180 kg cho các bác luôn. Đó. Cân thì bằng kính cường lực rất là khỏe nhá. Đấy. Bằng kính cường lực cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, đấy, rất là khỏe luôn này. Đấy, nó sẽ có cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ và cân kg luôn. Nhiệt độ bây giờ đang là 19 độ C này. Miền Bắc cũng còn đang tương đối là lạnh nhá, tương đối là lạnh luôn. Đó. Đây, thì em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đây, đấy. Đây các bác này. Xem em hôm nay là bao nhiêu? 69,9 kg nhá. Đó, đợt này có vẻ lên cân đi các bác nhá. 69,75 kg. Đó. Đợt này lại hơi lên cân một chút nhá. Đó. Bình thường em chỉ khoảng 67, 68 thôi. Đó, ok chưa? Đấy, thì nó sẽ nhớ cho các bác tầm mấy giây sau đó nó sẽ tắt nhá. Đấy, thì một con cân sức khỏe này, các bác về các bác sử dụng trong gia đình nhà mình rất là ok này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ tốt nhá. Chỉ có 120.000 cái cân sức khỏe này thôi. Các bác mua về để mình theo dõi cân nặng sức khỏe thường xuyên là rất là tốt luôn. Nó cân được tới 180 kg, cho nên là các bác cân cứ khoảng một tạ là trên một tạ là thoải mái luôn, không có lo vấn đề gì nhá. Đó. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên mã tiếp theo là cân sức khỏe nha các bác nhá. Đấy. Con này bên em bán rất là nhiều rồi, hàng cực kỳ xịn luôn. Đây, cân sức khỏe 120.000. Hàng này nó chả lỗi lầm gì cả, rất là xịn sò con bò luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác, đó là cái con máy trà bếp đây các bác nhá. Đấy, các bác lên trên là máy trà bếp. Con này thì nó cũng rất là tiện dụng, rất là khỏe luôn. Các bác sử dụng để vệ sinh nhà bếp thì biết các thứ rất là ok. Sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một miếng bông này, một cái bông lau này, một cái giá đỡ này và một dây sạc nhá, đầy đủ trọn bộ cho bác luôn. Và đây là cái sản phẩm chính của nó là con thân máy này. Con này nó chạy rất là khỏe nhá. Đấy, các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này, rồi các cái phần mình muốn đánh cọ rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Nó chạy rất là khỏe luôn. Sạc pin thì các bác xoáy cái đít này ra cho em, xoáy cái đít này ra, sau đó thì mình sẽ sạc pin vào đây. Đây, đây cái đít của nó này. Đấy, các bác sạc pin vào cái đít này cho em nhé. Đó, đây nó có cái giòn này các bác. Đó. Rất là ok luôn. Con này thì dùng rất là tuyệt vời các bác nhá. Dùng rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Qua lên trên là máy trà bếp nhá. Đó. Đây các bác này. Đó, các bác dùng để đánh cọ rửa bàn bếp ga này, thảm này, rồi là nền nhà này, rồi nói chung là tất cả các cái vị trí cần cọ rửa. Đấy, rất ok các bác nhá, rất sạch sẽ luôn. Đấy, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái máy trà bếp như này.
đang bán là 130.000 nhá, 130.000. Riêng hôm nay thì về cho các bác giá cực kỳ tốt luôn, 100.000 cho con máy chà bếp như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là máy chà bếp nhá, máy chà bếp. Đấy. Máy chà bếp. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con máy chà bếp này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái sản phẩm đó là cái gọi là cái con túi thả bồn cầu nhá. Có lên trên là túi thả bồn cầu. Đấy, một túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhé. Một túi này thì các bác sẽ có là 10 viên. Đấy, lên trên là túi thả bồn cầu. Một túi là 10 viên và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhé. 30k cho một túi 10 viên như này. Lên trên là túi thả bồn cầu nhé. Túi thả bồn cầu. Thì đây, của nó sẽ là thuộc cái dạng viên nhé. Các bác nhé. Đó, nó sẽ là một cái dạng viên như này các bác. Dạng viên như này. Đấy, các bác cứ bỏ vào cái bồn cầu cho em, mỗi lần một viên, mỗi tháng một viên nhá. Rất tiết kiệm và rất là sạch sẽ luôn. Con này thì nó tác dụng, các bác lên cho là túi thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, giá của nó sẽ là 30k trên một túi nhá, 30k. Giá cực tốt cho bác luôn, 30k nhá. Tác dụng của nó là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy, diệt khuẩn này. Thứ ba là thơm nhá. Đó, sạch diệt khuẩn và thơm. Đấy, nó rất là thơm. Đấy, mùi thơm bạc hà nữa. Cho nên là vào nhà vệ sinh nó rất là sạch. Giá chỉ có 30k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k một chiếc thôi. Đấy, 10k cho một con bóng đèn 3W như này. Các bác lên cho là bóng đèn 3W, giá của nó sẽ là 10k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, chỉ có 10k cho một chiếc bóng đèn 3W như này thôi. Để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình cực kỳ là tiện dụng luôn, 10k các nhá. Lên trên là bóng đèn 3W 10k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái chai xịt chống thấm nhá. Các bác lên trên là xịt chống thấm này, đó, xịt chống thấm. Xịt chống thấm bao nhiêu nhỉ? Xịt chống thấm này bao nhiêu? 45. Xịt chống thấm đang gửi cho bác là 45k nhá. Hôm nay thì sẽ về cho bác giá là 40k luôn. Đó, 40k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng xịt các bác nhá, một cái dạng xịt như này và nó sẽ xịt ra cái chất của nó sẽ là cái dạng cao su non nhá. Đây, cao su non như này anh em này. Đấy, anh em lắc đều lên cho em sau đó thì mình xịt này. Đấy. Nó sẽ ra là thuộc cái dạng là cái hoạt chất của nó sẽ là cái dạng cao su non như này nhá. Cao su non và nó sẽ thẩm thấu vào cái bề mặt sau đó nó lấp kín các cái phần bị nứt, bị thấm rột đi và nó sẽ thành một cái lớp màng nano nhá. Đó, rất là tốt luôn. Thì đây. Đấy, anh em sẽ có cái video thực tế xem luôn. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá chỉ có 40.000 một chai thôi. 40.000 cho một chai xịt chống thấm này thôi. Đây các bác nhá. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác. Viên xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử calcinon, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Đó, ok thì các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 40k thôi một lọ xịt chống thấm như này các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 40k thôi. Các bác mua hàng có thể liên hệ. Rồi, ok. Đó là đây, một con nồi chiên rất chất lượng như này các bác này. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Đây. Còn nguyên giấy bóng này các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít các bác nhá. Hàng của Camel. Dung tích 10 lít còn nguyên cái bóng bọc đây anh em các bác này. Đấy, hàng rất đẹp cho anh em luôn. Đó. Về các bác xé cái giấy bóng này ra cho em. Xé cái bóng ra nhá. Ok chưa? Đó. Lên cho em là nồi chiên 10 lít cả vỏ nhá. Đó. Nồi chiên 10 lít cả vỏ. Đây. Nồi chiên này. Đấy. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá bao nhiêu? Giá thì bên trước. Trước em bên trước trước đang bán cho các bác là giá là 800.000 nhá. Đấy, 800k. Đợt này về cho bác giá là 690k nhá, 690k. Giá siêu tốt cho bác luôn, 690.000 cho một cái nồi chiên như này. Đấy, 10 lít cả vỏ nhá, 690.000. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai cái nấc. Một cái nấc bên này là để các bác chỉnh thời gian. Đấy, một nấc chỉnh thời gian. Và một cái nấc để các bác chỉnh nhiệt độ. Đấy, có hai nấc như vậy thôi. Một nấc chỉnh thời gian và một nấc chỉnh nhiệt độ. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay đây, cái khay này để các bác cho thức ăn vào đây. Cho thức ăn vào đây nhá, cho thức ăn vào đây. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này để cho nó
dầu mỡ nó chảy xuống dưới này. Đấy. Đây các bác lắp vào cho em này, rất ngon lành luôn nhá, khít khịt luôn, rất là ngon luôn. Đây, dây cắm trên kia rất là to luôn. Đấy, dây cắm giếng rất to luôn các nhá. Đây, hàng của thương hiệu Camel các nhá, Camel của Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là 10 lít các bác nhá, 10 lít đây. Cái thông số của nó đây này, đấy các nhá. Đó. Nó sử dụng là cân nặng của nó là 4 cân này. Sử dụng điện 220V này, công suất 1350W này. Ok chưa? Đó. Đây. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành luôn. Đấy. Thì đây, ở bên trong của nó này, trong này của nó là một cái hệ thống me so và quạt gió này. Đây. Me so quạt gió cho các bác luôn nhá. Đấy. Quạt quay rất tít luôn. Thì khi mà cái me so nó nóng này, sau đó thì quạt gió nó sẽ thổi lên và nó sẽ đẩy cái hơi nóng ra cái phía cái thoát lưới đằng sau này. Đó, một con nồi chiên như này. Giá bên shop đang gửi cho các bác nhá, một nồi chiên không đồng như này. Lên cho em là nồi chiên không dầu nhé. Giá đây, nó có các cái mức để các điều chỉnh nha. Điều chỉnh đây. Đấy. Bao nhiêu nhiệt độ nướng tôm, nướng cá thì để nhiệt độ bao nhiêu nó có hết ở đây rồi. Có một nấc nhiệt độ, một nấc thời gian. Đó. Lên cho em là một nồi rất là tiện để các bác để lên trên các cái phần của các cái nắp chậu rửa nhé. Các bác để vào cái chậu rửa là xong. Nó sẽ lọt xuống. Cái này nó phù hợp với cái cữ của chậu rửa luôn. Để phát là nó lọt xuống là xong nhé. Đó. Lên cho em là lọc rác nhé. Giá của nó sẽ là 20k các nhá. Đó, lọc rác này, đó. Lọc rác, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc như này. Đây, 20k cho một chiếc lọc rác như này các bác nhá. Đấy, nhà bác nào cũng có một hai cái chậu rửa. Đấy, thì các bác chỉ cần đặt lên là xong, bỏ nó vào đặt lên là xong nhá. Đó, nó rất là tiện. Đây, em sẽ có video cho các bác xem. Đây các bác này, đó, rất tiện dụng nhá. Các bác chỉ cần là đặt vào cái chậu rửa nhà mình là xong. Đấy. Có thấy không? Đây. Đấy, rất sạch sẽ nhá. Các bác thấy không? Nó rất tiện dụng luôn. Chỉ cần đặt xuống là xong. Đấy, rau cỏ rồi thực phẩm thức ăn cho vào. Rất ok luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Rất sạch sẽ luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là mỗi con lọc rác như này. Giá chỉ có 20k nhá. Lên cho em là lọc rác nhá. Lọc rác, giá của nó sẽ là 20k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đó là móc dán tường các nhá. Móc dán tường. Con này thì nó độ dán của nó rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, về các bác dán lên tường. Nhưng mà con này thì em chỉ khuyến khích các bác là dán lên cái bề mặt đá hoa thôi. Đá hoa thì nó sẽ bám dính tốt hơn nhá. Thì các bác có thể là dán ở trong gian bếp nhà mình để mình đeo tập dề hay là một số những cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ nhá. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể dán vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet để các bác treo các cái đồ đàn linh tinh, quần áo linh tinh cũng rất là ok luôn. Thì một cái móc dán như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá, 15k. Cho một cái móc dán tường như này. Đấy, các bác lên cho em là móc dán tường nhá, móc dán tường. Giá của nó sẽ là 15k. Lên cho em là móc dán tường này. Đó. Móc dán tường. Móc dán tường các bác chỉ cần là bóc ra sau đó thì mình dán lên tường là xong nhá. Nó rất là chắc luôn. Lưu ý các bác là nên dán cả mảng như này nhá. Nhiều bác về các bác tiết kiệm là cắt ra làm đôi hoặc cắt ra một cái một thì cái độ bám dính của nó sẽ không tốt đâu. Đấy, cho nên là các bác dán cả mảng cho em nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 15k cho một cái móc dán tường như này. Nói chung là rất là tiện dụng và sạch sẽ. Các bác dán lên nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc trong phòng bếp nhà mình hoặc dán lên cửa kính các thứ đều là ok. Đấy, chỉ lưu ý các bác là không được cắt ra thôi. Cắt ra thì nó sẽ độ bám dính của nó sẽ không được tốt. Thứ hai là khi các bác dán thì nên dán lên các cái bề mặt là đá hoa là tốt nhất. Còn nếu mà là dán lên tường sơn cũng được. Nhưng mà thời gian lâu thì nó sẽ bong. Đấy, hoặc tường sơn thì sơn phải là tốt, sơn xịn thì nó mới bám được lâu các bác nhá. Và bám dính tốt. Lên trên là móc dán tường, giá của nó sẽ là 15k. Một cái móc này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái móc treo như này. Tha hồ các bác sử dụng để mình treo đồ đoàn các thứ linh tinh lên, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là móc dán tường nhá. Giá của nó sẽ là 15k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này, đấy các bác cho trong bếp nhà mình nhá. Đấy mình dán vào. Dán lên cửa này hoặc các cái vị trí này. Nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Đấy mình treo đồ đoàn lên nhá. Đó. Đây các bác dí bóc ra dán vào là xong, nó rất là tiện. Để các bác treo các cái đồ đoàn trong gian bếp nhà mình lên hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, dán lên cửa này, nói chung là các bề mặt được luôn. Đấy, nhưng mà khuyến khích các bác là các cái bề mặt mà nó là bề mặt thủy tinh nhá thì nó sẽ bám dính tốt hơn. Đấy, bề mặt là kính ok. Đấy, giá chỉ có 15.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái sản phẩm đó rất là hit hot, đó là cái dầu gội phủ bạc Lacoste coi nhá. Đó. Hàng này thì 100% của nó là sản phẩm là chiết xuất tự nhiên các nhá. Đấy, tự tin ngay sau 9 phút này. Đấy, các bác chỉ cần là nhuộm sau 9 phút là ok luôn. Đấy,
thì của nó dung tích của nó sẽ là 200 ml, và hàng này của thương hiệu Lacoste, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao cho bác luôn. Đấy, một cái lọ như này có tem chống hàng giả riêng làm hàng, quét mã cốt mã vạch đàng hoàng. Lên mã giúp em là dầu gội phủ bạc nhá. Giá của nó sẽ là 220.000. Đấy, dầu gội phủ bạc này. Dầu gội này. Dầu gội phủ bạc nhá. Đó, phủ bạc. Giá của nó sẽ là 220k cho một hộp như này. 220k cho hộp như này. Một hộp này các bác dùng nó sẽ là được khá là lâu đấy các bác. Đấy. Hộp này thì đấy. Nồi chiên nãy rồi đấy. Xong con gà để ăn rồi. Đây. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ này của nó dung tích là 200 ml nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho nên là các bác yên tâm sử dụng đây. Có đại diện thương hiệu các thứ đàng hoàng, có hướng dẫn sử dụng đâu ra đấy nhá. Về các bác chỉ cần là con này nó rất là đơn giản nhá. Đấy, nó rất là đơn giản, về chỉ các bác chỉ cần là lắp cái đầu chổi này vào cho em này, lắp cái đầu chổi này vào này. Sau đó thì mình xả cái lẫy này ra này, xả cái lẫy này lên để thế là bắt đầu nó bơm lên là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Và các bác không cần phải pha trộn cái gì cả, nó có tất trong này rồi. Về các bác chỉ cần là cứ này là mình trải lên đầu, trải lên đầu, trải lên đầu. Sau đó thì để 10 phút sau là mình gội đi là xong. Đây, đấy, có hướng dẫn sử dụng chi tiết cho bác luôn nhá. Đấy, có số hotline này. Đấy, có đầy đủ các cái thông tin luôn, chứ không phải là hàng vớ vẩn thôi nhá. Hàng của hãng rất chất lượng cho bác luôn. Hướng dẫn cách gội luôn. Được chiết xuất từ các cái hương liệu tự nhiên có nhá. Hương liệu tự nhiên. Đấy, bồ kết rồi thảo nhu rồi, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Thì một cái lọ dầu gội phủ bạc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 220.000. 220.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này các bác nhá. Đó, dầu gội phủ bạc. Đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, thương hiệu Lacoste này các bác này. Đó. Thì các bác có thể là sử dụng một cái lọ này nhá. Một cái lọ này mà nếu mà sử dụng, các bác sử dụng được khá lâu đấy. Nó phải từ, nếu mà nam thì từ 5 đến 10 đầu. Đấy, còn nữ thì thấp nhất là cũng phải từ 3 đến 4 đầu nhá. 3 đến 4 đầu. Đấy, nói chung là một lọ này là 220.000. Đấy. Nam thì khoảng 10 đầu, nữ thì khoảng 5-7 đầu. Đấy. Thì 220.000 thì 10 đầu thì tính ra vào có 20.000 một lần gội thôi. 20.000 một lần nhuộm rất rẻ thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác đó là cái xịt bếp các nhá. Các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp bao nhiêu ấy tươi? 45k nhá. 45k cho một lọ xịt bếp như này các bác này. 45k cho một lọ xịt bếp như này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 500 ml. 500 ml, các bác về các bác chỉ cần là lắc đều lên cho em, sau đó xịt này. Đấy. Các bác xịt này, đấy, nó sẽ có cái bọt này. Nó sẽ có cái bọt trắng như này các bác này. Có cái bọt trắng như này. Đó, về thì các bác chỉ cần là để cái bọt trắng này nó sủi lên trong vòng khoảng là từ 3 đến 5 phút, sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok nhá. Đấy. Con này thì nó rất sạch luôn. Chuyên dùng trong gian bếp nhà mình là cực kỳ ok luôn. Đấy, em cũng có cái video thực tế cho các bác xem đây. Đây các bác nhá, đấy, bình ga này rồi tất cả các cái bề mặt chảo này. Các bác cứ xịt vào là nó sủn đi. Đấy, nó tẩy hết sạch cho bác luôn. Đó. Trên bếp này. Đấy. Trên các cái bề mặt bếp ga này rồi cả vành ô tô này. Đấy, đúng hàng chính hãng luôn các bác nhá. Sử dụng rất là hiệu quả luôn. Giá thì cực tốt cho bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 45.000 cho một lọ này thôi. Bếp, gian bếp nhà mình sẽ sạch bóng luôn trên các cái bề mặt nhá. Đó. Các bác cứ xịt lên cho em, sau đó thì mình để từ 3 đến 5 phút, sau đó thì mình trà rửa nó đi. Đấy. Giá thì chỉ có 45.000 thôi. Lên cho em là xịt bếp nhá. Lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45k cho con bình xịt bếp này. Đó, 45k cho con bình xịt bếp này các bác nhá. Hàng siêu chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Lên cho em là xịt bếp, giá chỉ có 45k thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con bơm 2T nhá, bơm 2T, hàng của nội địa Nhật này, hàng của thương hiệu Santalay, made in Japan cho anh em nhá. Đó, hàng siêu chất và giá cực tốt cho anh em luôn. Đây, đấy. Hàng của thương hiệu Santalay, made in Japan cho anh em này. Một con bơm 2T như này rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Santalay, made in Japan các nhá. Đấy, một con bơm 2T như này bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị nhá. Giá của nó sẽ là một con bơm 2T như này nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 cho con bơm 2T như này. Con này rất khỏe luôn. Đồng hồ báo số đo chính xác nhé. Đồng hồ báo số đo chính xác luôn. Đó. Thì các bác có thể là bơm được xe máy, bơm ô tô thoải mái. Thân bơm là khung xương là bằng thép nhé. Sơn tĩnh điện này. Bằng thép sơn tĩnh điện này. Hàng của thương hiệu Santalay đây. Santalay Japan các bác này. Đó đây. Đây. Santalay đây. Đấy. Made in Japan cho anh em nhé. Santalay made in Japan luôn. Hàng chất lượng và giá thì cực kỳ hợp lý cho anh em.
giá rất là hợp lý cho các bác luôn nhé. Đó, lên cho em là bơm 2 ti nhé, bơm 2 ti. Đấy, bơm 2 ti. Con này thì bên shop đang bán cho các bác giá là 260.000. Đợt này hàng về cho các bác giá tốt luôn. Giá chỉ còn có là 260k, về cho bác còn 250k cho một con bơm như này. 250k và bao ship cho bác luôn nhé. 250.000 cho một con bơm và bao ship cho bác luôn nhé. Đấy, hàng chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, đấy, rất đẹp luôn các bác nhé, rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ báo chính xác nhé. Đây, bơm dẫn chân 2 ti này, xi lanh piston bằng inox này, cực kỳ sáng bóng đẹp và khỏe khoắn luôn. Đấy, lò xo là chiếc đẩy cực khỏe này. Nói chung là con này thì chấm hết rồi. Đấy, hàng của Nhật mà. Đấy, rất chất lượng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con bơm như này là giá là 250k nhá. Đấy, lên trên là bơm 2 ti, giá của nó sẽ là 250.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ấm pha trà nhá. Lô này hàng về giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá siêu tốt luôn. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Đấy. Giá cũ bao nhiêu nhỉ? Ấm pha trà nhá. Giá cũ của nó sẽ là 145k. Giá mới về cho các bác giá chỉ có là 130k cho con ấm pha trà này thôi. 130k cho con ấm pha trà này các bác nhá. Đó. Giá đợt này là cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. 130k. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Giá chỉ còn 130.000 thôi. 130.000 cho con ấm pha trà này. Đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít các bác nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Đấy, hàng màu thì là màu đen rất là đẹp luôn. Đây. Màu đen rất là đẹp như này. Đấy, màu đen rất đẹp luôn. Móc móc dán tường này. Này. Móc dán tường rồi lọc rác này. Đây, rất chất lượng cho bác nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Đây các bác này, nó rất chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện cho anh em luôn. Đây, có cả ở trong này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là inox 316 nhá. Đấy, inox 316 này. Đấy, inox 316. Đây. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít các bác này. Đấy, dung tích 1 lít cho các bác luôn. Inox 316 các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác cả một cái lưới lọc này. Lưới lọc cũng su 316 rất là dày luôn. Để các bác có thể là cho trà cho cà phê vào đây để mình pha này. Sau đó thì mình đậy nắp lại này. Đậy nắp lại xoay vòng này. Đó, ok chưa? Đây. Đấy. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá ấm pha trà nhá. Bên shop đang gửi tới các bác một con ấm pha trà như này, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Giá cũ là 145.000. Đấy, hôm nay hàng về giá tốt cho anh em luôn, 130.000 cho con ấm pha trà như này. Đây. Đấy, rất chất lượng này. Đó, rất chất lượng và giá cũng rất là tốt cho anh em luôn. Đây. Giá rất tốt cho anh em luôn nhá. Đó, một con ấm pha trà như này. Đây. Inox 316 này. Đó. Inox 316 này. Đó, rất chất lượng cho anh em luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng cho anh em nhé. Ở bên dưới thì có lớp lót như này để anh em để trên bàn nó chống trơn trượt nhé. Đấy, con này thì giữ nóng giữ lạnh cho anh em luôn nhé. Đấy, con này là giữ nóng giữ lạnh cho anh em luôn. Đó, ấm pha trà 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác, đó là cái lô băng dính điện thôi nhé. Đó, lên đã giúp cho em, à xin lỗi các bác, là keo dán tôn nhé. Đấy, keo dán tôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cuộn keo dán tôn như này. Giá của nó sẽ là một cuộn keo dán tôn như này, giá của nó sẽ là 45k nhé. Đấy, 45k cho một cuộn keo dán tôn như này. Đó, lên cho em là keo 10 nhé. Đấy, lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10 này, giá của nó sẽ là 45k. Đấy, 45k. Đấy, hôm nay thì hàng về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi các bác nhé. 40k cho một cuộn keo 10 như này. Đó, bán cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn để các bác sử dụng nhé. Đấy, đang chuẩn bị vào mùa mưa rồi các bác nhá. Mùa mưa mùa bão rồi. Đó. Và một cuộn này của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ 3 đến 5 mét nhá, từ 3 đến 5 mét. Và cái chiều bản này của nó là 10 cm và nó chịu được nhiệt độ là từ âm 40 độ đến 700 độ nhá. Đấy. Từ âm 40 độ đến 700 độ C. Đấy, con này các bác dùng để dán lên các bề mặt này, tường bị nứt này, mái tôn, mái ngói, rồi bờ rô, rồi nói chung là tất cả các bề mặt các bác bị thấm dột thì các bác dán lên cho em. Đây, sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Dính chống thấm nước này. Đây các bác nhá. Mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá. Bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua
cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, rất ok nhá. Dán trên mọi bề mặt, trên mọi chất liệu, chịu được nhiệt độ cao từ âm 40 độ đến 700 độ C. Tức là đây là cái tấm bạc nano cách nhiệt các bạn, bạc nano cách nhiệt, cho nên là khi mà nhiệt độ nó có chiếu vào đây nó không ảnh hưởng gì, thì nó sẽ giữ được cho cái lớp keo này nó sẽ không bị tan chảy nhá. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo được là không bị thấm rột nhá. Giá thì đang bán là 45k, về cho bác giá còn là 40k. Bản của nó sẽ là 10 sen nhá, bản 10 sen. Đấy, lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn keo 10 như này. Rồi, ok.